Ơi, chào các em học sinh lớp 8. Hôm nay cô hỏi lại cái kiến thức cũ nha, trước khi vào bài mới nha. Kiến thức cũ năm lớp 6 nè, tôi còn nhớ không nha? Biết công thức tính trọng lượng P của một chất, khi biết trọng lượng riêng D và thể tích V của chất đó, cho biết tên, đơn vị đo của các đại lượng trong công thức. Rồi, các em nào còn nhớ không nè? P bằng gì các em? À, công thức là P bằng D nhỏ nhân cho V. P chính là trọng lượng của vật nè, đơn vị là Newton. V là thể tích của vật, đơn vị là mét khối. Còn D là các em đã biết rồi nè, trọng lượng riêng của vật, đơn vị là Newton trên mét khối. Nè, các em nhớ công thức này nha, một lát chúng ta sẽ áp dụng vào bài bên trong. Các em quan sát nha. Khi chúng ta kéo nước từ dưới, kéo gọng nước từ dưới giếng lên á, thì trong trường hợp nào các em cầm cái dây kéo kéo lên nó sẽ nhẹ hơn? Thứ nhất là gầu nước còn ngập trong nước, thứ hai là gầu nước đã lên khỏi mặt nước. Thì trong hai trường hợp theo các em, trường hợp nào kéo gầu nhẹ hơn? Chính là trường hợp thứ nhất, khi chúng ta kéo mà cả gầu nước còn ngập trong nước thì lực kéo lên nó sẽ nhẹ hơn ha. Vậy tại sao? Rồi chúng ta sẽ vào tiết 10 14 lực đẩy Archimedes. Rồi các em ghi tựa bài vào. Rồi chúng ta vào một la mã. Tác dụng của chất lỏng lên vật nhúng chìm trong nó. Chúng ta sẽ vào cái thí nghiệm nè. Đây thí nghiệm sách giáo khoa hình 10.2 nha. Rồi bây giờ cái thí nghiệm này cô cần những dụng cụ gì đây? Rồi các em quan sát nha. Cần một cái giá thí nghiệm nè. Cái lực kế, quả nặng nè. Cốc nước và mấy khối gỗ để kê cái cốc nước lên thôi. Theo quan sát hình A nha, cô móc cái vật nặng này nè vào cái lực kế, cô sẽ đo được trọng lượng của vật nặng là P. Sau đó cô nhúng chìm vật nặng này vào trong cốc nước thôi, chỉ chìm vật nặng thôi, không chạm vào thành cốc nha. Thì lúc này lực kế nó sẽ chỉ một cái giá trị, lúc này là P1. Các em hãy so sánh cho cô P và P1 nha. Rồi các em quan sát thí nghiệm. Đây các bước thí nghiệm. Chúng ta sẽ so sánh P1 và P. Đây trường hợp thứ nhất, cô móc quả nặng vào lực kế, rồi cô sẽ đo được đây chính là giá trị, đây là trọng lượng của vật nặng, cô đo được 0,5 N. Bây giờ cái quả nặng này cô nhúng vào trong cốc nước, nhúng chìm vật nặng vào trong cốc nước, cô đo được giá trị P1 là 0,3 N. Thì các em cho cô biết là P1 như thế nào so với P. Các em P1 sẽ nhỏ hơn P, đúng chưa? Rồi P1 mà nhỏ hơn B chứng tỏ điều gì các em? P1 mà nhỏ hơn B chứng tỏ là khi mình nhúng vật trong chất lỏng thì chất lỏng nó đã tác dụng lên vật một lực đẩy hướng từ đâu? À, hướng từ dưới lên. Đúng không? Hướng từ dưới lên nên làm cho cái gì? Cái số chỉ lực kế lúc này sao? Giảm đi. Rồi bây giờ thì cho cô biết cái lực đẩy mà hướng từ dưới lên á, nó có phương chiều như thế nào, có điểm đặt như thế nào nha. Rồi các em quan sát thí nghiệm này. Rồi cô nhúng vật vào trong, nhúng chìm vào trong trong nước và buông ra, xem coi nước nó đã tác dụng lên chất lỏng, nó đã tác dụng lên vật một lực đẩy hướng lên, đúng không? Lực đẩy này có phương như thế nào các em mới vừa xem luôn ha. À, có điểm đặt là vào vật nè, có phương thẳng đứng chiều hướng từ dưới lên trên. Vậy từ đây các em hãy điền cho cô câu kết luận nha. Các em ghi kết luận này vào vở nha. Một nhỏ mình ghi thí nghiệm sách giáo khoa đi, hai nhỏ kết luận. Một vật nhúng trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ gì á? Hướng từ dưới lên theo phương thẳng đứng. Thì cái lực này nè, do nhà bác học Archimedes người Hy Lạp phát hiện ra đầu tiên, nên cái lực này gọi là lực đẩy Archimedes. Lực đẩy Archimedes này ký hiệu là chữ Fa ha. Rồi tụi em ghi hết nguyên kết luận này vào vở nha. Thì bây giờ lực đẩy Archimedes này được tính như thế này. Cô sang hai la mã, độ lớn của lực đẩy Archimedes. Đầu tiên chúng ta sẽ vào dự đoán. Rồi người ta dự đoán lực đẩy Archimedes sao, độ lớn của lực đẩy. Độ lớn của lực đẩy lên vật nhúng chìm trong chất lỏng đó, chính là lực đẩy Archimedes đó nha. Bằng trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chiếm chỗ. Thì cách tính độ lớn lực đẩy Archimedes nè, thì nói về cái truyền thuyết nha. Truyền thuyết của Archimedes nè. Thì cái truyền thuyết kể rằng là một hôm Archimedes đi nhảy vào bồn tắm nè, chứa đầy nước, thì chợt phát hiện ra rằng á,
Khi ông ta nhúng chìm người trong nước càng nhiều thì lực đẩy nên ông ta lên càng lớn. Nghĩa là phần thể tích mà ông chiếm chỗ càng lớn thì lực đẩy càng càng mạnh. Thì dựa trên nhận xét này, nên Archimedes dự đoán nha, là độ lớn của lực đẩy lên vật nhúng trong chất lỏng bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. Có nghĩa là Fa nè, độ lớn của lực đẩy lên vật nhúng trong chất lỏng là Fa nè, lực đẩy Archimedes Fa bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ, Fa bằng P chất lỏng. Đây là cái dự đoán. Nhiệm vụ chúng ta là đi làm thí nghiệm kiểm chứng nha. Thí nghiệm kiểm chứng lại, chúng ta sẽ đo được cái độ lớn lực đẩy Archimedes, đo được trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ, xem như thế nào nha. Chúng ta kiểm chứng là thôi, chắc chắn cái điều dự đoán của ông ta là đúng rồi. Rồi, cô sẽ vào thí nghiệm kiểm tra. Tụi em ghi một nhỏ dự đoán nha, hai nhỏ thí nghiệm kiểm tra, mình có thể ghi sách giáo khoa nha. Rồi bây giờ cô sẽ móc quả cân là vật nặng đó, và cái cốc A rỗng nha, không chứa nước nha, móc vào lực kế. Lúc này số chỉ lực kế chính là trọng lượng P. Cô đo được 0,8 newton. Nhớ nha, P này chính là trọng lượng của cốc A và vật nặng. Tiếp tục, bây giờ cô nhúng chìm cái vật nặng thôi, chỉ chìm vật nặng thôi vào trong bình tràn nha. Rồi lúc này cô sẽ đo được giá trị V1. Rồi các em thấy nè, đây, lúc này nước từ bình tràn sẽ tràn ra cốc B là bình chứa đó. Thì lúc này số chỉ của lực kế lúc này chỉ còn có 0,5 newton, hay là P1. Rồi tiếp tục bước 3, cô lấy nước từ cốc B nè, cô đổ vào cốc A, xem số chỉ lực kế trở về số nào nha. Rồi cô đổ lại thì lúc này nó lại chỉ là giá trị P bằng 0,8 newton. Rồi bây giờ các em quan sát đây, bước 1, bước 2. Bước 1, khi cô móc quả nặng và cốc A vào trong lực kế, cô đo được số chỉ lực kế là 0,8 newton. Nhưng khi nhúng chìm vật nặng vào thì nước đã tràn ra cốc B, cô đo được cái số chỉ lực kế lúc này chỉ còn 0,5 newton thôi. Vậy tại sao vậy? Hồi nãy mình biết rồi, là khi nhúng chìm vật vào trong chất lỏng bị chất lỏng tác dụng một lực đẩy hướng từ dưới lên, đó chính là lực đẩy Archimedes. Vậy các em cho cô biết là tính lực đẩy Archimedes bằng cách nào đây? Từ bước 1 và bước 2 mình sẽ có Fa bằng gì các em? Fa chính là bằng P trừ V1. Thì chúng ta ra được Fa lúc này là lực đẩy Archimedes bằng 0,3 newton. Rồi tiếp tục nha. Bây giờ các em nè, bây giờ cô đo được độ lớn lực đẩy Archimedes rồi, 0,3 newton. Bây giờ cô đi đo trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ nè. Các em thấy nè, đây, bước 2 với bước 3 nè. Khi mà cô nhúng chìm vật nặng vào trong bình tràn đó, nước từ bình tràn sẽ tràn ra cốc B. Xong cái nước tràn ra cốc B nè, cô đo được số chỉ lực kế rồi nha, 0,5 newton. Bây giờ cô lấy nước từ trong cốc B, cô đổ ngược lại về trong cốc A, cô đo được cái số chỉ lực kế lúc này nó chỉ 0,8 newton lại. Vậy từ đó cho cô biết cái trọng lượng nước trong cốc B là bằng, từ bước 2, bước 3 cô sẽ đo được cái trọng lượng chất lỏng bị chiếm chỗ là lấy P nè trừ B1 thì cô sẽ ra được 0,3 newton. Vậy thì lực đẩy Archimedes có độ lớn là 0,3 newton và trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ cũng 0,3 newton. Vậy từ đó các em rút được kết luận gì đây? Lực đẩy lên vật nhúng trong chất lỏng là lực đẩy Archimedes là Fa bằng trọng lượng phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. Lúc này chúng ta đã kiểm chứng là cái thí nghiệm ha. Kiểm chứng là cái dự đoán bằng thí nghiệm ha. Các em ghi thí nghiệm 2 chấm sách giáo khoa nha, thí nghiệm kiểm chứng sách giáo khoa. Rồi tiếp tục nè, bây giờ chúng ta xin thành lập công thức tính lực đẩy Archimedes nha. Fa bằng P chất lỏng, mà hồi nãy đầu giờ cô hỏi cho em rồi đó, U là kiến thức của lớp 6, P chất lỏng bằng gì các em? P chất lỏng bằng D nhân V, đúng không? Rồi cô thế vào thì cô sẽ có Fa bằng gì các em? Fa bằng D lỏng nhân V, trong đó là D lỏng là trọng lượng riêng của chất lỏng, V là thể tích chất lỏng bị vật chiếm chỗ. Rồi vậy từ đó cô xem phần 3 nhỏ, công thức tính độ lớn của lực đẩy Archimedes, Fa bằng D nhân V. Rồi các em ghi vào nha. Fa là độ lớn lực đẩy Archimedes newton, D là trọng lượng riêng của chất lỏng newton trên mét khối, còn V là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ là mét khối. Vậy thì nếu mà vật chiếm chỗ hoàn toàn luôn á, ví dụ nhúng chìm hoàn toàn giống như nãy mình làm thí nghiệm đó, thì V chính là thể tích của vật luôn. Nhưng nếu nó không chìm hoàn toàn thì sao? Nó chìm một phần thôi, thì độ lớn lực đẩy Archimedes được tính như thế nào các em? Đây các em nhìn nè, đây một cái vật này,
nhúng vào trong chất lỏng nó chìm, chỉ có V2 nó chìm thôi. Cái vật này là V đúng không? Cái V1 là nổi nè, cái phần trên nó nổi, phần dưới nó chìm, cô cho là V2 đi. Thì lúc này lực đẩy SMS sẽ bằng D nhân cho V2, nhân cho phần chìm thôi nha, lưu ý nha. Do đó người ta mới nói là V là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ thôi. Và các em ghi ba nhỏ vào nha, để làm bài tập. Rồi bây giờ cô sang phần ba la mã vận dụng. Rồi bây giờ mình có thể giải thích hiện tượng nêu ra đầu bài nghe nè. Tại sao khi gầu nước còn trong nước thì là mình kéo lên nó sẽ nhẹ hơn, là vì khi mà trong nước thì sao? Cái gầu nước lúc này chịu tác dụng của lực đẩy SMS hướng từ dưới lên ha, làm cho lực đẩy lúc là lực kéo lúc này sao? Giảm đi ha, nó nhẹ hơn. Rồi cô sang C5. Cô có một thỏi nhôm và một thỏi thép có thể tích bằng nhau nha, cùng nhúng chìm trong nước. Thỏi nào chịu lực đẩy SMS lớn hơn? Đây, nhúng chìm trong nước. Các em biết rằng là sao? Fa bằng gì đây? D. Fa nhôm sẽ bằng D nước nhân V nhôm. Hai cái này đều cùng gì các em? Cùng là nước, cho nó D nước như nhau. Vậy thì bây giờ thể tích của nhôm với thể tích của thép, hai cái thỏi này cùng nhúng chìm hoàn toàn, thì V chính là V nhôm và V thép luôn. Vậy hai cái thể tích như nhau nữa, cùng nhúng chìm trong nước, D như nhau nữa, thì cuối cùng suy ra lực đẩy SMS của hai thỏi này như thế nào các em? Lực đẩy SMS tác dụng lên hỏi thỏi này là như nhau. Vậy nói tóm lại nha, lực đẩy SMS phụ thuộc hai yếu tố nha. Thứ nhất là trọng lượng riêng của chất lỏng, thứ hai là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. Nếu nhúng chìm hoàn toàn thì đó cũng chính là thể tích của vật luôn. Rồi cô sang câu C6. Rồi bây giờ ngược lại nha, cô có một cái hai thỏi đồng. Hai thỏi đồng này có thể tích như nhau, nhưng mà một thỏi nhúng chìm trong nước, một thỏi nhúng chìm trong dầu. Rồi các em quan sát coi thỏi nào chịu lực đẩy SMS lớn hơn. Rồi, thỏi mà nhúng trong nước cô gọi là FA1. Thỏi nhúng trong dầu là FA2. Rồi thể tích V1, V2 thì các em thấy là hai thỏi này cùng thể tích đúng không? Vậy V1 với V2 sao các em? Bằng nhau. Mà D nước với D dầu, trọng lượng riêng của nước lớn trọng lượng riêng của dầu nha. Thì từ đây thì mình thấy lực đẩy SMS nó chỉ phụ thuộc vào trọng lượng riêng của chất lỏng thôi. Trọng lượng riêng của nước lớn trọng lượng riêng của dầu, do đó lực đẩy SMS tác dụng lên trong nước của nước tác dụng lên vật sẽ lớn hơn lực đẩy SMS khi vật nhúng trong dầu. Rồi các em ghi câu C6 vào nha. Rồi nhờ cái lực đẩy SMS người ta có thể là chế tạo khinh khí cầu nha. Và những ứng dụng của lực đẩy SMS trong thực tế nha, có thể là làm tàu ngầm hay tàu thủy ha, người ta có thể ứng dụng với lực đẩy SMS vào đó ha. Rồi tại sao khi không biết bơi thì chìm, còn biết bơi thì chúng ta có thể nổi trên mặt nước? Thì khi không biết bơi thì ở dưới nước trọng lượng của người lớn hơn lực đẩy SMS nên người chìm xuống. Còn khi biết bơi thì nhờ lực đẩy SMS và nhờ lực tác động của cơ thể ha, con người chuyển động trên mặt nước á, nên không bị chìm xuống. Đây chính là nội dung của bài lực đẩy SMS nãy giờ chúng ta học nha. Đây. Nha. Lực đẩy SMS nha, có hướng từ dưới lên. Rồi có độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. Công thức tính độ lớn lực đẩy SMS FA bằng D nhân V. Trong đó FA là lực đẩy SMS, D là trọng lượng riêng của chất lỏng ha, V là thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. Rồi, thì chúng ta đã xong hết bài lực đẩy SMS rồi. Đây là hướng dẫn về nhà nha, các em nhớ thuộc phần ghi nhớ và chuẩn bị cho cô cái bài thực hành nha. Nghiệm lại lực đẩy SMS. Có thêm một cách kiểm tra cái kiểm chứng về cái dự đoán ấy, một cái thí nghiệm khác ha. Rồi, và xem cho cô bài sự nổi nha. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp. Rồi thôi, cô chào tạm biệt các em nha. Hẹn các em vào tuần sau.